VN YouTuber xin chào quý vị và các bạn. Thưa các bạn, sự hiện diện của Mỹ ở Biển Đông hiện nay đang là một vấn đề được mọi người quan tâm. Nhưng muốn biết Mỹ sẽ làm gì tiếp theo và hành động của họ sẽ tác động như thế nào đến vấn đề Biển Đông thì chúng ta phải xem động cơ của họ là gì. Trong bản tin này, chúng ta cùng tìm hiểu về động cơ của người Mỹ. Thưa các bạn, điều đầu tiên chúng ta phải biết là dù nước Mỹ giàu, lắm tiền, nhiều vũ khí Họ cũng không bao giờ trả chi phí cho một hành động vô ích. Sự hiện diện của Mỹ ở Biển Đông là một phần trong chiến lược xoay trục của Washington sang Thái Bình Dương. Mỹ đề ra chiến lược xoay trục là để kiềm chế sự trỗi dậy cả về kinh tế và quân sự của Trung Quốc. Sau hơn 30 năm đổi mới mở cửa, Trung Quốc đã trở thành một cường quốc kinh tế lớn thứ hai thế giới. Mặt khác, đồng hành cùng sự phát triển kinh tế, Bắc Kinh cũng phát triển và hiện đại hóa lực lượng quân sự. Sự phát triển của Trung Quốc ngày càng đe dọa vị trí siêu cường của Mỹ đối với Biển Đông sau năm 73 Mỹ rút khỏi cảng Cam Ranh năm 92 Mỹ rút khỏi căn cứ Subic ở Philippines từ đó Trung Quốc càng ngày càng mạnh và trở thành một thế lực lớn nhất ở trong khu vực này nếu tiếp tục để yên cho Bắc Kinh thì Bắc Kinh sẽ biến Biển Đông trở thành ao nhà và rất nguy hiểm cho Mỹ sự nguy hiểm lớn nhất có lẽ không phải là việc Trung Quốc kiểm soát dòng thương mại trị giá 5.000 tỷ đô la mỗi năm đi qua Biển Đông như báo chí thường nói bởi vì trong đường thương mại đó, Trung Quốc mới là người có cổ phần lớn nhất. Nền kinh tế của họ phụ thuộc vào nguồn năng lượng vận chuyển từ bên ngoài đi qua eo biển Malacca. Có lẽ điều mà Mỹ lo ngại nhất nếu để Trung Quốc khống chế được toàn bộ Biển Đông là lý do chiến lược quân sự. Trong bộ ba vũ khí chiến lược của Trung Quốc là máy bay ném bom tầm xa, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo, thì hai thứ đầu ít nguy hiểm với Mỹ. Bởi vì Trung Quốc tuy có kho tên lửa đạn đạo hùng hậu, nhưng nếu phóng từ lục địa thì chỉ có một số loại là đủ tầm vươn tới Mỹ. Mặt khác xung quanh Trung Quốc, Mỹ đã triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa ở nhiều nơi, đủ sức để đánh chặn. Còn máy bay ném bom chiến lược thì Trung Quốc chưa có loại máy bay ném bom tầm xa nào so được với Nga và Mỹ. Ngay cả khi các máy bay ném bom chiến lược được triển khai đến các sân bay xây trong đảo nhân tạo phi pháp trên quần đảo Trường Sa thì nó cũng chưa với tới được lục địa Mỹ. Chỉ có tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo là nguy hiểm nhất. Nếu các tàu ngầm Trung Quốc hoạt động ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, thì các loại tên lửa với tầm bắn hàng ngàn cây số của nó có thể bắn đến lãnh thổ Mỹ. Hiện nay Trung Quốc có một căn cứ tàu ngầm chiến lược ở Tam Á trên đảo Hải Nam. Từ đây nó có thể đi qua biển Hoa Đông để ra Thái Bình Dương hoặc đi xuyên qua biển Đông để ra Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Đường qua ngã Hoa Đông khó được giữ bí mật vì hệ thống săn ngầm của Mỹ-Nhật ở đây quá mạnh và hiện đại. Vì vậy, đường đi qua biển Đông là dễ dàng hơn. Vì đó là con đường huyết mạch để Trung Quốc có thể răn đe Mỹ, nên đó cũng là cửa ải quan trọng để Mỹ kiềm chế Trung Quốc. Và Washington đã thực hiện rất triệt để. Đầu tiên, lợi dụng sự cay cú của Philippines khi bị Trung Quốc chiếm mất bãi cạn Scarborough, Mỹ đã đàm phán để đi đến ký kết Hiệp ước Quốc phòng 10 năm với nước này vào tháng 4 năm 2014. Hiệp ước cho phép tăng cường binh sĩ Mỹ tới Philippines để tham gia các bài tập huấn luyện chung. Hai năm sau, vào ngày 18 tháng 3 năm 2016, Mỹ và Philippines đã đạt thỏa thuận cho phép quân đội Mỹ được sử dụng 5 căn cứ quân sự trong lãnh thổ của Philippines. Trong đó có căn cứ không quân Antonio Bautista gần quần đảo Trường Sa. Từ các căn cứ này, Mỹ có thể triển khai máy bay tuần tra săn ngầm để theo dõi nhất cử nhất động của tàu ngầm Trung Quốc đi qua Biển Đông. Vậy là bước đầu Mỹ đã vá được một lỗ hổng. Kế đó, ngay trên mặt biển, sau sự kiện Trung Quốc hùng hổ kéo giàn khoan vào nắn gân Việt Nam, Mỹ đã nhân cơ hội cho máy bay tuần tra và sau đó là thêm cả hoạt động tuần tra của các tàu chiến. Từ năm 2015 đến nay, tàu chiến Mỹ đã thực hiện 3 cuộc tuần tra đi qua phạm vi 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng như Subi, Chữ Thập và đảo Chi Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa. Khi các tàu tuần tra này trở thành thường xuyên và kết hợp với máy bay tuần tra trên không, tàu ngầm Trung Quốc khó qua mắt được Mỹ. Nếu hình dung biển Đông như một cái hồ thì Philippines là bờ hồ phía Đông và Việt Nam là bờ phía Tây, với các hiệp ước đã ký kết, Mỹ đã bước đầu đạt được lực lượng lên bờ Đông Biển Đông. Đối với bờ Tây là Việt Nam, Mỹ không có nhiều hy vọng về việc đặt căn cứ quân sự vì Việt Nam kiên trì nguyên tắc không cho nước khác đặt căn cứ quân sự trên nước mình. Tuy nhiên, Mỹ cũng đã có những hành động nhất định mang tính chất biểu tượng. Đó là việc gỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí cho Việt Nam năm 2014. Dư luận cũng đang dự đoán có thể trong thời gian sắp tới, Mỹ sẽ gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam. Mặc dù lệnh chưa gỡ bỏ, hôm 12 và 13 tháng 5, một số tập đoàn vũ khí của Mỹ đã đến Việt Nam tổ chức hội thảo có tính chất chào hàng. Một số chuyên gia Mỹ dự đoán Mỹ có thể bán cho Việt Nam máy bay tuần tra chống ngầm P-3C Orion. Ngay cả khi lệnh cấm vận chưa được gỡ bỏ hoàn toàn, thì Mỹ vẫn có thể bán loại máy bay này với cách thức bán các máy bay không, còn các thiết bị phục vụ tuần tra chống ngầm thì Việt Nam có thể mua sau ở Mỹ khi lệnh cấm đã được gỡ bỏ hoặc mua từ một nước khác phù hợp. Thưa các bạn, Rõ ràng động cơ số 1 của Mỹ trong chiến lược xoay trục là để kiềm chế Trung Quốc vì lợi ích của Mỹ chứ không phải vì bất kỳ ai. Việc Mỹ hiện diện ở Biển Đông có thể giúp đối trọng lại sự bành trướng của Trung Quốc. Điều này có lợi cho các nước nhỏ. Tuy nhiên sự hiện diện của Mỹ cũng sẽ khiến Trung Quốc càng ngày càng đẩy nhanh tốc độ quân sự hóa Biển Đông và các hành động ăn miếng trả miếng của Mỹ-Trung sẽ khiến cho tình hình Biển Đông đã nóng lại càng thêm căng thẳng và phức tạp và sẽ có nhiều khúc quanh khiến các nước liên quan phải đau đầu bút óc suy nghĩ đối sách phù hợp. Ý định kiềm chế Trung Quốc là có thật, nhưng Mỹ và Trung Quốc cũng còn nhiều quan hệ kinh tế ràng buộc, nên cả hai phía đều không bao giờ muốn có một cuộc đối đầu hoặc rủi ro quân sự với bên kia. Bởi thế cả hai sẽ tiếp tục chơi trò chơi bên miệng hố chiến tranh, với một bên lâu lâu cho tàu tuần tra, còn bên kia thì đáp trả bằng cách bố trí khí tài và cho tập trận, khiến căng thẳng leo thang và kéo dài. Tuy họ xung đột lợi ích chiến lược là thật, nhưng phải lưu ý rằng họ vẫn có khả năng thỏa hiệp với nhau như họ đã từng làm bởi vì mỹ thì chủ trương không có bạn bè chỉ có đồng minh còn trung quốc thì nói mèo đen mèo trắng miễn là bắt được chuột do vậy tuy philippines đã ký hiệp ước an ninh với mỹ nhưng không ít người philippines vẫn cho rằng chỗ dựa cho manila không phải là mỹ mà phải là sự tự lực của đất nước philippines còn việt nam kinh nghiệm quá khứ đau đớn của việt nam cộng hòa khi dựa hẳn vào mỹ vẫn còn đó cho nên chủ trương của việt nam hiện nay vẫn là tranh thủ ủng hộ của quốc tế trong đó có mỹ nhưng xác định tự lực là chính bản tin của chúng tôi hôm nay tới đây là kết thúc xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại